vaccine được 10 năm rồi. Vaccine saved my life. Yeah. Trước là em cũng có chơi Boving Nam, thì đánh giải cho trường á, thì xong rồi được thầy ở bên môn boxing của quận nhất chọn vô đội để đánh cho quận. Thì em tập 2 năm ở đội tuyển quốc gia, sau đó thì khi mà về đây á, mấy thầy cho là cái bước lùi chúng ta là một bước tiến của mình. Thì cũng nghĩ là xong boxing rồi, không còn tập luyện boxing được nữa. Nhưng mà cũng có một người anh trước đó tập trung ở đội tuyển thành phố thì cũng hỏi thăm em là có còn muốn tiếp tục thi đấu không? Tại vì anh biết là em vẫn còn lửa để chơi cái môn này tiếp. Thì em bắt đầu tập luyện ở Kentucky Buffalo cũng được 4 năm. Sắp tới thì sẽ là tranh đai IBF châu Á, mặc dù chỉ là của hệ thống trong khu vực thôi chứ chưa là thế giới, nhưng mà nó sẽ là một cái động lực để mình cố gắng đạt xa cao hơn nữa. Bọn em thi đấu thì chỉ cần một khoảng thời gian ngắn để xuống ký vậy thôi, nếu mà giữ cái này trong tình trạng dài thì nó có thể là nguy hiểm đến tính mạng luôn. Trung bình một ngày em tập 3 tiếng đến 4 tiếng, thì sáng thì chỉ là sức khỏe và kỹ thuật. Buổi chiều thì em nghiêng về là kỹ thuật và chiến thuật. Em cảm giác là trong cái khoảng em chấp nhận rủi ro này để em đạt được cái vinh quang cao hơn. Tại vì ở Thái Lan thì cũng có rất nhiều võ sĩ mà trong cái lúc mà quá trình mà ép cân thì mất mạng. Mà mẹ để cho em thấy mẹ khóc lắm. Mẹ thương mẹ thấy thì những lần mình đấu tập về mà kiểu như là bị bầm mắt hay là mũi bị nó hơi lệch lệch thì kiểu như là thấy xót. Rồi những lúc ép cân, nói chung thì cứ khuyên là kiểu như thôi đi kiếm học nghề hay là đi làm gì đó, kiếm gì làm đi đỡ hơn. Đi làm này kiểu như là cũng sợ sau này là tương lai cũng không được sáng lạng lắm. Thì những cái lúc mà những gì là mẹ cũng ok, mẹ kiềm hết, mẹ nén hết. Mẹ biết có những lúc mà kiểu mẹ tự một mình ngồi mà tự suy nghĩ, tự buồn dạng vậy, bâng quơ vậy. Tại vì nhà em thì ba mẹ cũng buôn bán, mà tối về thì chỉ còn cái khoảng lặng đó. Thì em nghĩ là những cái lúc đó là mẹ trầm tư nhất. Khi mà cảm thấy mình có tiền á, cần cái gì đó, ba mẹ ốm đau hay là những lúc mà như bệnh bất chắc không biết được vậy, thì không phải đi chạy vay mượn, tại vì gia đình em cũng đã từng trong cái hoàn cảnh đó rồi. Đùng cái cần một số tiền để đi cấp cứu hay gì đó thì lại phải chạy đi kiếm, chạy đi vay, thì em không, cái đó là cái mà em không có muốn gia đình em. Yeah, em làm vì tiền. Phải khẳng định là vậy, em làm vì tiền. Kiểu áp lực mà trước trận của võ sĩ á, thì thường là cái việc ép cân là cái thử thách đầu tiên phải vượt qua bản thân mình trước ra. Sau đó thì mới là thắng được đối thủ. From Ho Chi Minh City, Vietnam, introducing Dinh Ho Quan. Yeah.
cái việc giống như sau này mình không đánh, mình làm một cái kinh doanh gì đó khác thì có suy nghĩ đến. Nhưng mà cái việc mà giống như là cột mốc trong 20 năm rồi không đánh nữa thì cái việc đó thì là cái em chưa nghĩ tới. Em đánh hạng cân lightweight 61,2 kg theo đúng hạng cân nhà nghề. Đó thì là còn 1,5 kg, ngủ dậy thì vẫn còn cỡ tầm 1 kg. Thì lúc đó thì bắt đầu là tập luôn, tập. Thật ra cũng không còn sức nữa để tập. Cứ phải nói là bằng sử dụng ý chí để ép cân thôi. Thì buổi sáng đó là khoảng 7:30, thì là còn cỡ 500 gram. Sau đó thì huấn luyện viên hàng đêm cố nhớ lại nhà tèm đã cố quên đó. Là không còn sức để tập nữa, mình cố tập những động tác nào có thể tập thôi, rồi phơi nắng đó. Nhưng mà lúc đó là kiểu như là gần shut down rồi, nói chung là ngồi đó cũng chịu không nổi rồi. Thì là mình ngậm chanh cho nước bọt trào ra thì cứ phun ra, xuống được nhiêu xuống. Rồi lúc mà giác lên phòng á thì là nói chung là tưởng chết không à, nói có đời cái này tao mới thua nổi không có đời. Hai bên mạng sườn nó cứ siết vô thì nó cảm giác nó như là cái dao hay gì đó nó đang cứ cắm vô đây. Thì cố vắt hết bằng ở trên dưới, nói chung vắt được chỗ nào thì cứ vắt hết. Nhưng mà cuối cùng thì vẫn còn phải dư 70 gram. Bình thường nghe 70 gram rất ít, nhưng mà khi tới đó là 70 gram cả một vấn đề luôn. Bên ban tổ chức thì là quy định là 1 tiếng sau, trong vòng 1 tiếng phải đủ cái số cân quy định. Nếu không thì cái mức phạt là mình sẽ bị trừ cái tiền đánh của mình 30% chuyển qua đối thủ. Găng mình cũng phải xài găng to hơn đối thủ 2 ounce. Rồi nếu mà mình có thắng nữa thì sau đó mình cũng không được nhận chiếc đai nữa. 4 big wins by knockout from Ho Chi Minh City. Here is the number one rank of lightweight in Vietnam. Introducing Dinh Hoàng Quang. Let's have an intense face-off. Come on, guys, make some noise. Come on, cheer him up a little bit. Thì sau đó thì ở trong phòng nói chung là nằm để ép cân rồi. Chứ sức thì cũng không còn nữa. Thì mình cố nhảy dây được 2 lần. Lúc đó chắc chỉ còn sử dụng cái ý chí giữa những cái lần đó là nằm suy nghĩ. Không biết đợt này có qua được không.
quay lại thì một tiếng sau đó ngậm chanh cố vắt trên vắt dưới vắt được gì vắt đó thì cứ tưởng là nếu mà không đủ là chắc chìm tóc này là lụm nó luôn. Cắt được gì là cắt hết. Thì cũng may là khi mà lên cái lần cân thử tiếp theo cân lại thì là mình thiếu 10 gram. Nói chung là mừng cảm ơn anh trên. Em ngồi thiền, em ngồi trước cái lá cờ đó để em tĩnh tâm lại. Cái việc thiền nó cũng khá là tốt, nó như cho mình tâm trí mình đặt lại ngay cái chỗ này, ngay cái khoảnh khắc này. Và lúc đó là chắc chắn là mình không muốn cái lá cờ của mình phải bị thua cái lá cờ của người, của cái nước khác. Lúc đó thì em thấy là sẵn sàng chiến đấu vì Tổ quốc. Thấy sung mãn sức mạnh ngay lúc đó. Yeah. Quốc ca vang lên là sẵn sàng chiến đấu với Tổ quốc. Cảm nhận luôn thì là hiệp 1, hiệp 2 bạn áp đảo em và cỡ tầm hiệp 3 là mình bắt đầu mình lấy hới lại thì bắt đầu thì đó là em thấy là em đã lên. Cũng không biết được là cái hiệp 9, hiệp 10 mình có thể thi đấu hoàn thành cái hiệp đấu không. Tiếng mẹ đẻ của mình mà nó cứ hồng quân Việt Nam lên thì nó là một cái phần động lực rất lớn để cho mình tiếp tục đánh càng sung hơn nữa.
em sẽ cố thi đấu đến khi nào cái cơ thể này, cái sức khỏe này nó không cho phép em nữa, và cái tinh thần máu chiến của em không còn nữa. Xin cảm ơn đến những người thầy, những người anh em, bạn bè và đặc biệt là người hâm mộ đã luôn ủng hộ tinh thần cho Quân trong suốt 10 năm qua. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người.